Super Heavy, tên lửa đưa tàu Starship thế hệ mới của hãng SpaceX lên vũ trụ, đã phát nổ chỉ vài phút sau khi được phóng từ sân bay vũ trụ Starbase ở Boca Chica, bang Texas của Mỹ vào sáng ngày 20 tháng 5. Đây là lần phóng thứ hai của SpaceX nhằm thử nghiệm một chuyến bay tích hợp với đầy đủ tàu Starship. Chuyến bay là một bước quan trọng trong quá trình phát triển của tàu vũ trụ Starship để thực hiện sứ mệnh đưa các phi hành gia trở lại mặt trăng hoặc sao hỏa. Trước chuyến bay thử nghiệm, giám đốc điều hành SpaceX tỷ phú Elon Musk đã lưu ý rằng tên lửa có thể sẽ không bay vào quỹ đạo và các kỹ sư của SpaceX không ngạc nhiên khi tên lửa phát nổ sau khi cất cánh. Trên mạng xã hội Twitter, ông Musk sau đó đã bày tỏ quan điểm lạc quan về triển vọng Starship sẽ sớm có thể bay trở lại. Đây là vụ phóng tàu vũ trụ Starship lần đầu tiên sử dụng tên lửa đẩy Super Heavy loại mới. Loại siêu tên lửa hai tầng này cao tới 120 mét, lớn hơn tên lửa Statue of Liberty. Vào thời điểm cất cánh, 33 động cơ chạy bằng methane được thiết kế để đánh lửa cùng lúc tạo ra lực đẩy khổng lồ cần thiết để đưa tàu vũ trụ Starship vào bầu khí quyển trái đất. Mô hình của tàu vũ trụ Starship đã được thử nghiệm 5 lần ở quỹ đạo dưới 10 km trong những năm gần đây, nhưng tên lửa đẩy Super Heavy chưa bao giờ được phóng thử. Việc lần đầu tiên phóng thử cùng lúc tên lửa đẩy và tàu vũ trụ đánh dấu cột mốc trong tham vọng của SpaceX về mục tiêu đưa con người trở lại mặt trăng và xa hơn nữa là lên sao hỏa, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong sứ mệnh Artemis, chương trình tàu không gian có người lái mới khai trương của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA. Hệ thống tên lửa của tàu vũ trụ Starship được thiết kế như các thành phần có thể tái sử dụng, có thể bay trở lại trái đất và hạ cánh mềm. Sau khi tách khỏi Starship, tên lửa Super Heavy sẽ thực hiện chuyến trở về có kiểm soát trước khi rơi xuống vùng vịnh Mexico. Theo thiết kế, hệ thống phóng Starship mạnh hơn gần gấp 2 lần so với hệ thống phóng vũ trụ SLS của NASA. Hệ thống SLS đã thực hiện cuộc phóng thử nghiệm không người lái hồi tháng 11 năm ngoái, đưa tàu vũ trụ Orion của NASA đi hành trình 10 ngày quanh mặt trăng và trở về. Nhóm nghiên cứu vẫn chưa rõ nguyên nhân tên lửa phát nổ sau khi được phóng. Tuy nhiên, các kỹ sư của SpaceX cho rằng, lần thử nghiệm này đã cho họ thêm kinh nghiệm để tiếp tục phát triển Starship tốt hơn. Yeah, Kate, right now it looks like we saw the start of the flip, but obviously we're seeing from the ground cameras the entire Starship stack continuing to rotate. We should have had separation by now. Obviously, this is does not appear to be a nominal situation. Yeah, it does appear to be spinning, but I do want to remind everyone that everything after clearing the tower was icing on the cake. Everyone here absolutely pumped to clear the pad and make it this far into the test flight, the first integrated flight of the booster and the Starship vehicle. Live view there of our control center at Starbase. Which we refer to as Star Command. As we said before, obviously we wanted to make it all the way through, but to get this far, honestly, is amazing.